Xin chào năm sao anh em nhá. Hôm nay nhà mình làm đồ nướng, may quá đi mua được cái bếp nướng này. Thấy họ quảng cáo là bếp nướng không khói anh em ạ, nên là phải thử một phát xem có khói hay không. Mà cũng không có khói nhỉ. Không dầu. Bếp nướng đây gọi là bếp nướng không dầu, điều khiển và điện tử anh em ạ. Nó xoay 360 độ này và nhiệt đều để làm chín. Khói nó sẽ luôn làm nóng hơn chết. Test thử xem có đúng như quảng cáo không hay là lại tất cả chỉ là quảng cáo. Có một cái hộp để đựng dầu ở phía dưới anh em ạ. Đây để mình lấy ra cho anh em xem. Đây, khi mà nướng xong thì dầu nó sẽ ở cái ngăn chứa này. Mình làm vệ sinh chắc là sẽ dễ đấy. Nay cuối năm nhà mình đã ăn tất niên nên là ăn đồ nướng. Để là 280 độ. Bao nhiêu lâu thì nó sẽ chín nha. Có nầm của có bò này. Không phải vì nó không có bị bắn mỡ, dầu mỡ ra như là những cái loại bếp nướng khác. Được. Này ăn uống không sợ phải đi làm vệ sinh quá nhiều. À đã chín rồi. Chín tái em ơi. Ăn được chưa? Ăn được chưa? Đói quá rồi. Cháo cho cơm nữa. Ồ, ăn được rồi anh em ơi. Chín đều đẹp luôn nha. Không có bị bắn mỡ ra ngoài nha. Rất là nhanh. Mình bật từ nãy đến giờ chắc chưa tới được 1 phút nhỉ. Ok, vậy là được. Vậy là quảng cáo như thật. Đúng như quảng cáo chứ không phải là tất cả chỉ là quảng cáo nữa rồi. Cái này là set up cái gì đây em ơi? Hẹn giờ cho nó 60 phút là nó sẽ tự tắt à? Nó điều khiển bằng điện tử nha. Vì một cậu bán hàng đẹp trai mà mua cái máy về. Cũng không làm mình thất vọng anh em ạ. Đây. Đây là bên mà mình đi mua máy đây này. À họ có cái tem của họ ở đây này. Máy móc Việt.vn. Bảo hành điện tử. Quét mã này là cái gì đấy? Quét mã này làm bảo hành à? Ok, quét mã này là bảo hành. Anh em thấy uy tín chưa?